Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Tiếp tục hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm trồng bông vạn thọ nè, đặc biệt là trong cái giai đoạn cận Tết này. Hôm nay cũng đã là 21 rồi. Thì có những bạn là nở trễ nè, cũng như là có những bạn là nở sớm ha. Thì nở trễ thì mình đã ra video rất là nhiều rồi, thì các bạn có thể là xem lại. Còn những bạn mà nở sớm nè, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ chút kinh nghiệm nhỏ của mình ha. Thì đầu tiên thì các bạn có thể là bạn đem vào mát và các bạn tưới nước cho nó nhiều ha, thì cái tốc độ mà phát triển của bông vạn thọ của mình các bạn thì nó sẽ là chậm lại nha. Và đồng thời thì mình sẽ tỉa đi những cái tàn lá gốc nha các bạn ha, để cho bông của mình nó đẹp. Và những bạn mà trồng cả nghìn chậu thì bây giờ sao mà mình đem vào mát cái diện tích mình có nhiêu đó thôi, thì bây giờ mình phải làm sao? Thì ở đây thì các bạn sẽ là sử dụng phân nha các bạn ha. Các bạn sử dụng cho mình là một muỗng ăn canh cái phân ure, các bạn pha cho mình là cái thùng dồi là 10 lít nước ha. Và cái thùng dồi đó thì bạn có thể là bạn tưới nhặt ngày cho bông vạn thọ, và một thùng dồi như vậy á thì bạn có thể là tưới được cho nó là 30 chậu nha các bạn ha. Cứ 3 ngày các bạn tưới cho nó một lần. Với cái liều lượng này á, thì bông vạn thọ của mình là nó sẽ không có bị là trái rễ nha các bạn ha. Tại vì cây vạn thọ mình là nó đã lớn rồi và mình pha ở đây rất là lõn luôn. Việc mà chúng ta tưới phân như vậy á, là làm cho cây bông của mình các bạn là nó ăn được nhiều phân ha, nó ăn nhặt ngày, nó có cái phân nó ăn và nó đủ cái dinh dưỡng là nó nuôi bông nha các bạn ha. Thì đó là cái cách khắc phục khi bông vạn thọ của mình mà nó nở sớm nha các bạn. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình vào những cái video trước nha. Rồi thì câu hỏi đầu tiên của một bạn tên là Hà Nguyễn ha. Bạn này bạn hỏi mình là bông vạn thọ của bạn đã xé kén rồi, thì bây giờ thì mình tưới phân có được hay không? Thì ở đây thì bạn phải là tưới phân cho nó nha. Khi mà nó ra được những cái cánh hoa mà bự rồi đó thì chúng ta mới ngưng phân. Tại vì trong cái giai đoạn mà hoa của mình nó bự các bạn thì nó sẽ không cần cái dinh dưỡng nhiều đâu. Nó chỉ cần cái dinh dưỡng nó rất là ít thôi. Đối với mà những bạn mà nở sớm á, thì mình mới là tưới phân cho nó giữ đi cái độ sắc của nó. Còn nếu như là mình nở mà nó đúng Tết rồi các bạn thì mình sẽ không cần tưới phân ở trong cái giai đoạn mà bông của mình mà nó nở rồi ha. Tiếp tục là câu hỏi của bạn là Trần Thị Thanh nè. Thì bạn này bạn hỏi mình cái thuốc gì mà chỉ thối thân. Thì đối với mà cái thối thân này các bạn thì mình chỉ phòng được thôi, chứ mình sẽ không có tưới được nha các bạn ha. Thông thường thì mình sẽ phòng thằng Aleve và thằng Ridomin nha các bạn. Còn những cái loại khác nữa, nhưng mà ở đây là hai cái loại thuốc mà mình thấy là nó thông dụng nhất nha mọi người ha. Tiếp tục là câu hỏi của bạn là Lưu Ngọc Kiều Ngân. Bạn này bạn hỏi mình là vạn thọ của bạn là bị phạm phân rồi, thì bạn xịt thằng Atunit có được hay không? Thì khi mà vạn thọ của bạn mà nó bị phạm phân thì bạn có thể là bạn xịt thằng Atunit hoặc là thằng cơm cát nha bạn ha, đặng cho giúp cho cái bông vạn thọ của mình nó dưỡng lại nha bạn ha, Kiều Ngân ha. Tiếp tục là câu hỏi của bạn Thận Trần ha. Bạn này bạn hỏi mình là bông vạn thọ của bạn bây giờ thì nó mới bằng hạt tiêu thôi, bây giờ thì mình phải làm sao? Thì trong cái giai đoạn này mà bông của mình mà nó mới bằng hạt tiêu các bạn, là mình nghĩ chắc nó sẽ không có kịp Tết đâu. Bây giờ thì các bạn cứ giảm nước và bạn tưới cái phân 20-15 cho mình ha, thì cái nụ hoa của mình thì nó sẽ là mau xây kén thôi. Bạn Thận Trần ha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Mai Hồ Thị Trúc nè. Bạn này bạn hỏi mình là treo bóng đèn là mấy ngày. Thì ở đây thì bạn có thể là xem lại cái video của bạn Phát Nhã nha. Bạn Phát Nhã này mình đã up lên trên kênh là hai cái video rồi, về xong đèn trực tiếp luôn cho các bạn xem ha. Và ở đây thì các bạn có thể là sử dụng là cái bóng đèn chuyên dụng, những cái bóng đèn khác cũng vẫn được cho các bạn ha, nhưng mà đèn chuyên dụng thì nó sẽ tốt hơn nha mọi người ha. Và thông thường sẽ là khoảng đâu là 6 ngày nha các bạn ha, mà khi mà nó ra được những cái kén rồi thì mình mới xong nha các bạn. Còn mà khi mà chưa xây kén thì các bạn cũng đừng nên xong nha. Đó là câu hỏi của bạn Văn Nguyên ha. Bạn này bạn hỏi mình là vạn thọ thái lùn nụ còn nhỏ xong đèn có bị điếc nụ hay không? Là điếc nụ nha bạn ha. Bạn không nên xong đèn nha. Khi mà nó đã xây kén rồi thì mình mới xong ha. Xong còn nhỏ là bị điếc nụ đó. Và tiếp tục là câu hỏi của bạn là Minh Khoa ha. Bạn này bạn hỏi mình là bánh dầu là gì? Bánh dầu là một hợp chất hữu cơ để dành tưới cho bông vạn thọ nha các bạn ha. Và bạn có thể là mua tại vật tư nông nghiệp ha. Và về là mình sẽ ngâm với là từ 50 cho đến 60 lít nước để mình tưới cho bông vạn thọ nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của một bạn tên là chị Ngọc ha. Bạn này bạn hỏi mình là bông vạn thọ của bạn bây giờ là nó mới nhú như trong video thôi. Và trong video của mình là cái video mà bạn xem là cái video nó đã xây kén rồi. Thì nếu đã là xây kén rồi thì nó sẽ là kịp Tết nha. Trong cái thời điểm này là còn khoảng đâu là 8 ngày nữa là nó sẽ là Tết nha bạn ha. Rồi tiếp tục là một câu hỏi của một bạn tên là Hoàng Ngọc Trương ha. Thì bạn này bạn có nhắn tin bạn hỏi mình là bông vạn thọ của bạn là nở nó không có đều. Có nghĩa là nó đã có một số đã xây kén rồi và một số thì nó đã là xây búp bằng hạt tiêu thôi, như vậy là mình có xông đèn được hay không? Thì ở đây thì mình sẽ không có xông đèn ha. Nếu như là mình xông đèn thì những cái kén thì nó sẽ mau phát triển, nhưng mà những cái búp có thể là nó sẽ bị là điếc nụ nha. Mình cho bởi vậy mình không xông đèn mà mình sẽ tưới những cái dòng phân mà dạng hóa học là được nha, nhưng mà có cái yếu tố là kali trong đó là được. Rồi thì câu hỏi của bạn là Cao Dân Tâm ha. Bạn này bạn hỏi mình là có bán vạn thọ Pháp hay không? Thì ở đây mình sẽ không có bán vạn thọ nha các bạn ha, mà mình chỉ có bán bông thôi. Thì bạn nào mà cần mua bông thì các bạn có thể là ghé công viên Gia Định ha. Mình có một lô bông ở đó với một lô bông ở công viên Hoàng Văn Thụ nha các bạn ha. Các bạn đến ủng hộ mình ha. Ở đây không phải mình quảng cáo nha các bạn ha, nhưng mà bạn nào ở gần thì các bạn ghé ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn.
Rồi thì câu hỏi của một bạn tên là Phạm Thị Thanh Thoảng ha. Bạn này bạn hỏi mình á là từ lúc mà cái dạng thọ của mình nó xây kén rồi thì mình xông đèn bao lâu? Thì ở đây thì bạn có thể là xông đèn từ 3 bữa hoặc là 4 bữa là được rồi nha bạn ha. Bạn không cần xông nhiều quá đâu. Tại vì khi mà mình xông như vậy thì nó cũng đã là nở ra được những cánh hoa rồi thì nó cũng sẽ là kịp Tết thôi. Còn là câu hỏi của bạn là Châu Minh ha. Bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn đã nở rồi, bây giờ thì mình tưới ure có được hay không? Thì ở đây thì bạn tưới ure là hoàn toàn được nha bạn ha. Và với cái liều lượng nó nhất định thôi, một muỗng ăn canh pha với là cái thùng giò 10 lít nước nha các bạn ha. Và bạn Phận Nguyễn nha. Bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn đã nở rồi nhưng mà bị mắc mưa thì có cách nào khắc phục hay không? Thì mắc mưa thì chịu thôi bạn ơi, chứ bên mình cũng bị mắc mưa hồi bữa giờ nha. Cái này trời thương thì trời không mưa, còn trời không thương thì trời mưa nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Hoàng Sang nè. Bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ của bạn là bằng hạt tiêu rồi thì mình có nên tưới là béo mập chứ siêu buông chèo hay không? Thì vẫn là được nha bạn ha, nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Rồi bạn là Nguyễn Tấn Tài ha, bạn này bạn hỏi mình là xông đèn bằng đèn giò tóc hay là đèn led? Thì thông thường thì mình sẽ sử dụng là cái đèn chuyên dụng nha, nhưng mà các bạn sử dụng những cái dòng đèn khác thì cũng vẫn được, nó không ảnh hưởng gì nhiều nha. Rồi bạn Quang Nguyễn à, bạn này bạn hỏi mình là nụ hoa của bạn là đã hé rồi, bây giờ thì mình xông đèn được chưa? Thì cái câu hỏi này thì nó trùng nha bạn ha. Thì mình đã giải thích rất là nhiều rồi. Khi hoa dạng thọ của mình thì nó xây kén thì các bạn hãy xông đèn. Còn nếu như mà nó trong làm nụ các bạn thì sẽ có một số giống là nó sẽ bị điếc nụ. Thì do đó thì lúc nào mình cũng kêu là các bạn là nên là để xây kén rồi thì các bạn hãy xông đèn ha. Chứ mà các bạn xông đèn sớm có một số các bạn nó sẽ bị là trễ nụ ha, thậm chí là nó điếc luôn. Rồi thì câu hỏi của bạn là Hưng Nguyễn ha, là hoa của mình là mới ôm nụ bằng ngón tay, bây giờ mình xông đèn có được hay không? Ôm nụ bằng ngón tay ha, bạn đợi thêm vài bữa nữa thì bạn hãy xông nha, mới vừa nói xong. Rồi bạn Nguyễn Thị Thị Trinh ha, bạn này bạn hỏi mình anh ơi cho em hỏi là dạng thọ của em là nó đang xanh tươi hồi hổm rào mà bây giờ thì trời lạnh quá thì nó không phát triển, vì mình phải làm sao? Thì giờ mình giảm nước nha, tưới phân 20-15 vô. Câu hỏi của một bạn tên là Phan Thanh Thảo ha, bạn này bạn hỏi mình là bông dạng thọ của bạn là đang chạy rìa rồi, nay mưa tầm tã luôn thì mình có cần xả nước hay không hay xịt ALS để phòng nấm bệnh? Bạn nên xịt thằng ALS ha, nhưng mà đồng thời mình cũng phải là xả nước nha bạn ha. Nói chung là trời mưa này ai cũng rầu, các bạn trồng bông tới ngày xuất bán bông mà ông trời mưa mình rầu lắm, bên mình cũng rầu nha bạn ha. Thậm chí mình đang bán bông bây giờ mà trời mưa nó cũng dập nữa nha các bạn, nói chung cũng rầu. Rồi bạn là Lâm Ngô nha, bạn này bạn hỏi mình là nụ hoa của bạn bằng đầu đũa rồi có cần xông đèn hay không? Bạn đợi khoảng 2 bữa nữa bạn xông đèn nha. Câu hỏi của bạn là Mang Quách ha, bạn này bạn hỏi mình là bông dạng thọ của bạn là nay đã xé kén rồi, bạn xịt thằng siêu bông bự có được hay không? Hay là mình phải đi hai cơi? Thời điểm này bạn xịt thằng siêu bông bự đi ha, là được nha, khỏi xông đèn. Rồi bạn Bắc Ngô ha, bạn này bạn hỏi là mình làm sao cho lá mình xanh? Nếu như mà bạn muốn cái lá của mình mà nó xanh đậm thì bạn sử dụng là phân DAB nha, là lá của mình là nó sẽ xanh đậm nha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Nguyễn Hải Đăng Channel nha. Bạn này bạn hỏi mình là con sâu gì nó chui vào mà bạn không biết, nhưng mà bạn sử dụng hàng ra đi ăn để bạn xịt cho bông dạng thọ có được hay không? Là được nha bạn ha. Hàng ra đi ăn thì nó hơi mắc tiền á. Một bạn tên là Trần Duy Phương ha, thì bạn này bạn hỏi mình là bông của bạn đã trễ rồi nhưng mà bị mắc mưa nữa thì bây giờ mình phải làm sao? Đã trễ mà còn bị mắc mưa nữa thì giờ thời điểm này mình không có thấy cách nào mà khắc phục đâu. Thì cách khắc phục thì chỉ có một số cách thôi, là mình giảm nước với mình tưới cái phân 20-15 thôi, hoặc là mình xông đèn thôi. Thì một trong những cách đó thì mình áp dụng thì bông của mình nó sẽ mau phát triển. Còn muốn nhanh nữa thì mình sẽ sử dụng cái thuốc mà như là Rorip á các bạn, nó có cái hoạt chất là GA3 đó, nhưng mà sử dụng cái đó thì cũng được, nhưng mà cây của mình thì nó sẽ ốm nha. Cái gì cũng vậy, sử dụng mà thuốc kích thích nhiều quá thì cây của mình thì nó sẽ ốm, nó không có đẹp. Rồi thì tiếp tục là một câu hỏi của một bạn tên là Hùng Phi ha. Bạn này bạn hỏi mình là bông dạng thọ của bạn là nay nó bằng ngón tay út rồi, như vậy là có kịp Tết hay không? Có nên sử dụng những phân thuốc gì? Thì ở đây thì mọi người sử dụng phân 20-15 ha, như lúc nãy giờ mình nói á. Còn bằng ngón tay út thì mọi người là nên giảm nước nó lại ha, là nụ hoa của mình thì nó sẽ mau lớn thôi. Rồi tiếp tục là câu hỏi của một bạn tên là Trần Thanh Thúy ha. Bạn này bạn hỏi mình là bông dạng thọ của bạn bây giờ mưa quá trời luôn, có cách nào khắc phục hay không? Thì đây là tình hình chung nha bạn Thanh Thúy nha. Nói chung là mắc mưa ai cũng khó chịu thôi. Bên mình thậm chí bán hoa mà giờ mắc mưa thì cũng đâu có bán được đâu. Thì cách khắc phục là chỉ có là che nó lại thôi chứ sao giờ. Nhưng mà nhiều quá thì giờ mình cũng đâu có che được đâu. Cái này thì mình tự nghiên cứu nha bạn ha. Nói chung là mình chỉ hỗ trợ về cái kỹ thuật thôi. Rồi thì video ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn vậy thôi ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình, cũng như là bấm like, cũng như là chia sẻ nha các bạn.
thời gian tới thì mình sẽ cố gắng mình ra video nó nhiều hơn để hỗ trợ các bạn về cái việc là buôn bán hoa ha, cũng như là về kỹ thuật nè. Nói chung là mình đang có một cái group ở trên Zalo cũng như là Facebook của các bạn, là group về bông dạng thọ đó. Thì ở đây mình nhận hỗ trợ giao dịch trung gian miễn phí cho anh em luôn, tại vì mình thấy có nhiều bạn mua hoa mà dạng kiểu như lừa đảo, người ta đặt cọc rồi cái biến mất tiêu luôn. Do đó thì mình đứng ra mình làm trung gian, với lại mình có kênh YouTube, với lại mình có địa chỉ địa điểm rõ ràng á, nhiều bạn cũng tin tưởng. Với lại mình làm á là ở đây mình làm miễn phí chứ mình không có làm kiểu như mình lấy phí anh em nữa. Nói chung là buôn bán này, trồng hoa này đâu có sướng đâu anh em. Nói chung là năm nào trúng giá thì mừng, còn năm nào mà lỡ mà giá cái là công sức mình đổ sông đổ biển. Thậm chí là bữa giờ các bạn trồng bông mà giờ bị mắc mưa nè, bữa 19-20 mình đó các bạn, mưa quá trời mưa luôn. Thành ra giờ tới đâu mình hay tới đó thôi. Giờ cầu trời thì cho ông trời ông đừng có mưa nữa, là anh em có một mùa bông nó được bội thu ha, cũng như là giá cả nó cũng được là suôn sẻ nha. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.